Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau với tiết học vật lý 7 các bạn. Hôm nay chúng ta đã bước sang một cái phần học mới các bạn, đó phần âm học ha. Vậy thì bài đầu tiên âm học đó là chủ đề chính nguồn âm. Sau khi chúng ta học bài nguồn âm thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái chủ đề mới ha. Vậy thì trước khi vào chủ đề mới, chúng ta cần phải làm gì? Một công việc rất là thường lệ đó là kiểm tra bài cũ. Đúng rồi, hay quá. Câu hỏi số 1, nguồn âm là gì? Hãy kể một số nguồn âm. Các nguồn âm có đặc điểm chung gì? Rồi suy nghĩ xem mày, đây là kiến thức cần phải nhớ để chúng ta học bài cho tốt nha các bạn. Vậy thì thầy cho đáp án chính xác cho các bạn luôn. Trả lời, nguồn âm là những vật phát ra rất là dễ ha. Ví dụ như gì? Tiếng trống trường, chim hót líu lo, tiếng vỗ tay, gió thổi, tiếng đề máy, rồi tiếng xe cộ chạy trên đường, tiếng nói chuyện thì thầm, vân vân và vân vân. Được chưa? Vậy thì các nguồn âm có đặc điểm chung là gì? Các vật phát ra đều dao động. Nhớ hen. Đây là kiến thức cơ bản nhất của chủ đề chính nguồn âm. Câu số 2. Khi loa điện hoạt động, bộ phận nào của loa dao động phát ra âm thanh? Chưa? A. 500, B. Vành loa, C. Màng loa và D là đế loa. Và đáp án chính xác đây là gì? Hôm trước thầy đã dạy rồi. Câu hỏi được khó quá trời luôn, cái nào suy nghĩ coi. Câu hỏi hôm trước thầy cho các bạn rất là cụ thể về bài này rồi ha. Và đáp án chính xác đây là màng loa ha, nó dao động phát ra âm thanh. Được chưa các bạn? Rồi chúng ta sang bài mới. Vậy thì thường là như đầu bài thì chúng ta sẽ có một cái dấu chấm hỏi đặt ra cho chúng ta một cái vấn đề nan giải để chúng ta cần phải giải quyết. Đó là gì? Có lẽ các em đã từng nghe và thích thú với những âm thanh vui tai phát ra từ những chiếc chuông gió hình 10.1 bên trái các bạn. Tiếng lanh canh lách cách của chuông phát ra theo từng cơn gió nhẹ thật là vui tươi. Nếu để thấy các em sẽ thấy được một điều lý thú. Mỗi thanh trong chiếc chuông gió lại phát cái âm trầm bổng khác nhau và chúng hòa nên những khúc nhạc tự nhiên sinh động. Vậy thì vì sao mỗi thanh chuông gió lại phát âm khác nhau? Một câu hỏi cho các bạn. Các em cũng đã biết một số loài côn trùng phát ra khi bay ha. Những âm thanh đó chúng lại phát ra lại là khác nhau ha. Ví dụ như là khi bay nè, cái con muỗi kêu vo ve nè, còn con ong phát ra tiếng vù vù hình 10.2 là con muỗi ha, 10.3 là con ong. Vì sao như vậy? Hai câu hỏi. Vậy thì để mà giải quyết được hai câu hỏi trên và nhiều hiện tượng khác trong cuộc sống nữa thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề 10, độ cao của âm. Rồi, chúng ta sang bài mới. Chủ đề 10, độ cao của âm. Nội dung thứ nhất, dao động nhanh chậm tần số. Một la mã. Hoạt động 1, hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét. Lần lượt treo hai con lắc có độ dài 100 cm tm và 25 cm và một cái giá đỡ. Đây hình 10.4 nè. Khi kéo chúng lệch ra khỏi vị trí đứng yên ban đầu rồi thả cho dao động hình 10.4 cho các bạn. Khi này mỗi con lắc sẽ chuyển động qua lại nhiều lần giữa hai vị trí A và B, đây hình 10.5. A đây, B đây, được chưa? Khi con lắc chuyển động từ A đến B rồi quay trở về A, ta nói con lắc thực hiện được một dao động. Hiểu các bạn? Đây thì cho các bạn một cái ví dụ minh họa. Thì tại vị trí này là vị trí A. Khi mình buông tay ra, nó di chuyển vị trí đứng yên và qua B và trở về A là thực hiện được một dao động. Qua B trở về A thực hiện một dao động. Rất là rõ ha các bạn. Rõ ha. Và đây là phần thầy minh họa cho các bạn xem cụ thể hình ảnh sinh động các bạn. Rồi
Mày bạn xem. Thì tại vị trí này vị trí A được chưa? Chúng ta buông tay ra thì chúng ta quả quả cầu nó sẽ về vị trí ban đầu, rồi nó sẽ qua vị trí bên này là B, rồi nó trở về A một lần. Thì đây là một dao động đó các bạn ha. Rồi các bạn xem mô phỏng ha. Đây, một dao động được cho các bạn, một dao động. Rồi sau khi xem vậy thì chúng ta sẽ bước vào làm thí nghiệm ha. Chúng ta sẽ làm thí nghiệm với con lắc dài này 100 xăng nè các bạn, được chưa ha. Vậy thì khi con lắc nó trở về vị trí này ha, được chưa các bạn, tại vị trí này đi qua đây trở về đây là một dao động. Rồi các bạn cùng điểm rất là rõ các bạn. Chúng ta sẽ làm thí nghiệm con lắc dài, thực hiện trong 10 giây xem con lắc dài đã thực hiện được bao nhiêu dao động, và chúng ta ghi vào các bảng số liệu ở trang phía bên bên kia các bạn, trang 72 các bạn đó ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thí nghiệm được chưa các bạn. Rồi bắt đầu làm thí nghiệm, cùng điểm đo các bạn, bắt đầu. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Vậy là con lắc dài trong 10 giây, con lắc dài thực hiện được 5 dao động. Rồi các bạn điền vào bảng số liệu đi các bạn, được chưa, được chưa các bạn. À rồi tiếp theo, đây là con lắc ngắn dài 25 xăng, được chưa các bạn. Cũng tương tự, làm thí nghiệm tương tự, khi con lắc dao động về vị trí đây, chúng ta điểm một dao động ha. Rồi chúng ta cùng làm thí nghiệm các bạn. Rồi cùng điểm to với thầy các bạn ơi. Chuẩn bị, bắt đầu. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10. Vậy là con lắc ngắn trong 10 giây thực hiện được 10 dao động, ghi vào bảng số liệu liền cho thầy. Trời ơi quá trời cụ thể rõ ràng ha. Rồi nào chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Các bạn xem tốc độ dao động ha, tốc độ chuyển động của hai con lắc dài và ngắn nó sẽ như thế nào các bạn, có giống nhau hay khác nhau các bạn? Khác nhau ha. Vậy thì một hồi trả lời xem ha. À, có câu trả lời dành cho các bạn này các bạn. Hãy đếm số dao động của mỗi con lắc trong 10 giây và lập bảng kết quả như sau. Đây có các bạn kết quả. Vậy thì hồi nãy con lắc dài thực hiện dao động trong 10 giây thực hiện được bao nhiêu dao động các bạn? Bao nhiêu? 5 dao động, đúng rồi, hay quá. Vậy thì con lắc ngắn trong 10 giây thực hiện được bao nhiêu dao động? 10 dao động, đúng rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho các bạn đó là gì? Hãy tính và điền vào cái cột bên này số dao động trong 1 giây dành cho con lắc dài, dành cho con lắc ngắn. Rồi chúng ta cùng tính xem. Vậy thì ở tiểu học chúng ta đã biết tính rồi các bạn, bây giờ lên lớp 7 rồi ha, rất là dễ ha. Vậy thì để tính được trong 1 giây thì chúng ta lấy số dao động rồi nè. Chỉ chưa, số dao chỗ này nó sẽ ra 1 giây chỗ này, được chưa? Vậy là chúng ta sử dụng quy tắc là nhân chéo chia ngang đó các bạn, được chưa các bạn, được chưa? Nhân chéo chia ngang, đây lấy anh này nhân anh này chia này đó, hiểu chưa? Nó sẽ ra số dao động trong một giây chỗ này. Chúng ta lấy 5 chia 10 thì ra bao nhiêu, ra bao nhiêu các bạn? 0.5 dao động, chính xác. Tương tự lấy 10 dao động chia cho 10 giây ra 1 dao động, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ con lắc dài thực hiện dao động trong 1 giây đó là 0.5 dao động ha. Con lắc ngắn trong 1 giây nó thực hiện được 1 dao động, được chưa các bạn? Vậy thì người ta đưa ra cho mình một cái định nghĩa về tần số. Tần số dao động là gì? Đây, tần số dao động ha, tần số dao động ha, người ta gọi đó là tần số, được chưa? Vậy thì ta định nghĩa như sau: số dao động trong 1 giây được gọi là tần số, được chưa các bạn? Tần số hay được gọi tần số dao động đó ha. Đơn vị của tần số là hertz, là hertz ha, là hertz, ký hiệu là Hz, được chưa các bạn? Nhớ ha, ghi H in và Z thường ha các bạn. Các bạn ghi mà hai cái thường hết là nó sai cái nguyên tắc ha các bạn. Đây là tên của một nhà bác học ha, được chưa? Rồi
Vậy thì từ cái thực nghiệm như thế này, thầy sẽ đưa ra cho các bạn một cái công thức các bạn dễ tính nhất nha các bạn. Đó là gì? Để tính được tần số dao động, chúng ta lấy số dao động chia cho thời gian. Và đặc biệt là nhớ thời gian này chúng ta phải chuyển đổi về giây ha. Tất cả các thời gian chúng ta chuyển đổi về giây để chúng ta tính tần số dao động là chính xác nhất. Rồi cho các bạn. Vậy thì để tính tần số dao động thì chúng ta sẽ lấy số dao động chia cho thời gian. Thời gian này phải đổi về giây, chúng ta sẽ ra được tần số dao động của cái vật đó. Được chưa các bạn? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ tính tần số dao động của hai con lắc này như thế nào? Em hãy cho biết tần số của mỗi con lắc là bao nhiêu? Con lắc dài là bao nhiêu các bạn? Lấy số dao động chia số giây là bao nhiêu? 0,5 Hz. Đúng rồi. Con lắc ngắn 1 Hz. Đúng rồi. Được chưa? Lấy 0,5 chia 1. Lấy 1 chia 1 được 1. Được chưa? Vậy thì hỏi ra cái là gì? Con lắc nào dao động nhanh hơn? Nãy cho các bạn xem lại cái thí nghiệm đó. Con lắc nào? Ăn là con lắc ngắn. Vậy thì con lắc ngắn dao động nhanh hơn. Vậy thì con lắc nào có tần số lớn hơn? Chắc ăn là rồi khó nữa. Chắc ăn là con lắc ngắn luôn. À, nhìn đây, hai này số nào lớn? À là con lắc ngắn. Tiếp theo, nhận xét dao động càng nhanh tần số dao động càng chấm chấm chấm, dao động càng chậm tần số dao động càng chấm chấm chấm. Rồi suy nghĩ, suy nghĩ cái thí nghiệm mà nãy thì cho các bạn nghiệm lại đó. Hai con dao động cùng một lúc, vậy thì dao động càng nhanh là dành cho con lắc nào các bạn? Đó là con lắc ngắn. Vậy thì tần số nó lớn hay nhỏ? Chắc ăn là lớn. Đúng rồi, dao động càng nhanh tần số dao động càng lớn. Và ngược lại con lắc dài, dao động càng chậm tần số càng. Đó, đúng rồi, hay quá. Tuyệt vời. Đó là những vấn đề cần nghiên cứu các bạn. Vậy thì chúng ta tìm hiểu xem cảm nhận của ta về âm thanh sau nhanh chậm khác nhau như thế nào. Chúng ta sang phần 2 La Mã các bạn. Độ cao của âm và tần số. Được chưa? Hoạt động 2, hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét. Rồi, có một vấn đề như sau. Trên mỗi âm thoa ta thấy có ghi một con số à, ví dụ trên âm thoa có ghi một con số là 440. Con số này có nghĩa như thế nào? À, đây. Được chưa? Vậy thì khi chúng ta gõ vào một âm thoa có ghi con số 440 này để phát cái âm thoa, dùng một cái thiết bị đặc biệt để đếm số dao động của âm thoa trong một khoảng thời gian, là có thể dùng micro và phần mềm máy tính để thực hiện cái điều này. Được chưa các bạn ha? Hình 10.6. Đây, 10.6. Đây, các bạn thấy con số rõ ràng không? À, trên mỗi thân âm thoa thường có ghi mỗi con số. À, vậy thì con số này có ý nghĩa gì? À, dùng cái micro và một phần mềm máy tính để xử lý nó, điểm số dao động khi chúng ta gõ vào một cái thanh âm thoại như thế này. Hình 10.7. đây, mô tả số dao động của âm thoa đo được trong thời gian là 0,05 giây. À, s là giây ha các bạn, s nhỏ là giây ha. Và đây là cái hình mô tả các bạn. Vậy thì người ta hướng dẫn cho bạn xem nè, để đếm được cái số dao động đó thì các bạn nhớ ha, tại vị trí này à, và tới đây, người ta gọi là một dao động. Rõ ha. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng điểm các bạn. Xuất phát từ đây ha. Đây là 0 được chưa? Qua đây là 1 là được chưa? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21 và là 22 dao động. Được chưa các bạn? Vậy thì âm thoa này thực hiện 22 dao động trong thời gian 0,05 giây. Câu hỏi đặt ra, hãy tính tần số dao động của âm thoa này và so sánh cái số ghi trên thân âm thoa. Rồi các bạn tính đi, tính đi, tính đi, tính đi. Nãy cho công thức rồi đó. Lấy số dao động chia cho số giây. Và đây, cho các bạn luôn. Lấy 22 chia 0,05 giây, nó sẽ ra là 440 Hz. À, vậy thì tần số dao động của âm thoa này là 440 Hz. Vậy thì nó trùng với con số ghi trên thân âm thoa đó là 440. Vậy thì quay lại kết luận, cái con số ghi trên thân âm thoa chính là gì? Chính là gì?
điền vào phòng nhận xét cho thầy. Âm thoa à. Vậy thì nhận xét âm do mỗi âm thoa phát ra có cái gì xác định đấy các bạn, có gì các bạn, có gì, có một tần số xác định, đúng rồi. Và cái tần số này thường thường nó sẽ ghi ra thành âm thoa, được chưa? Vậy thì mình tính tần số của nó, kiểm tra lại và đáp án của tần số âm thoa đó nó không trùng khớp với cái số trên âm thoa đó thì chúng ta tính không đúng hả các bạn, thì tính lại ha, rõ ha. Đây là cái kinh nghiệm. Rồi tiếp theo câu động 3, người ta dùng thiết bị phát âm theo một tần số xác định để thay cho âm thoa và phát ra ba đoạn âm thanh khác nhau ký hiệu ABCD. Số lần dao động của các âm này trong thời gian là 0,01 giây, được mô tả như hình 10.8. Đây, em hãy tìm tần số của mỗi âm này, được chưa? Đây A, B, C, được chưa? Rồi, chúng ta cùng làm việc. Rồi, làm việc cùng với thầy nha các bạn. Chúng ta xuất phát từ đây là 0 ha. Nó nhô lên, nó đi xuống, nó dừng lên. Đây là 1 dao động, được chưa? Lên, xuống, đây là 2 dao động. Vậy thì đoạn âm thanh phát ra là đoạn A nó phát ra là 2 dao động trong 0,01 giây. Vậy chúng ta tính xem. Tính xem. Bao nhiêu? Đấy, 2 chia 0,01 ra 200 Hz, được chưa? Tiếp theo. Âm thanh phát ra âm A là chúng ta tính được là 2 dao động trong 0,01 giây là tần số của âm A đó là 200 Hz. B, chúng ta cùng đếm xem nó bao nhiêu dao động. 0 nè, 1, 2, 3, 4 và 5. 5 dao động trong 0,01 giây. Vậy thì âm B nó có tần số là bao nhiêu? Các bạn cùng tính xem. Bấm lấy số dao động chia số giây. Đấy, 5 chia 0,01 ra 500 Hz, được chưa? Rồi, âm C trong 0,01 giây, âm C thực hiện được bao nhiêu dao động? Chúng ta cùng điểm to thầy xem ơi. Xuất phát từ đây là 0 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dao động. Vậy thì 10 dao động thực hiện trong 0,01 giây. Vậy thì tần số của âm C đó là, bấm máy tính, 10 chia 0,01 ra 1000 Hz, được cho các bạn. À, đây là phần bài tập kỹ năng ha, chúng ta cần phải nhường nhuyễn ha, được chưa? Rồi tiếp theo, đoạn 4, hãy thực hiện thí nghiệm và rút ra nhận xét kết luận. Đàn guitar có 6 dây dài bằng nhau, nhưng mỗi dây có độ dày mảnh khác nhau, hình 10.9, được cho các bạn. Khi gãy đàn, tức là chúng ta không bấm cái phím đàn, tần số âm do dây đàn phát ra theo đơn vị là Hz và thứ tự dây từ dày đến mảnh. Đầu tiên là dây dày với tần số là 82,4 Hz. Tiếp theo là 110 Hz, 147 Hz, 196 Hz, 147 Hz, 247 Hz và 330 Hz. Được chưa? Và sau đây thầy sẽ cho hai cái đoạn âm phát ra, đó là 82,4 Hz, nghe âm thanh của nó. Và đoạn thứ hai đó là 330 Hz. Chúng ta nghe. Nghe đi các bạn. Rồi, sau khi nghe đã nghe hai cái loại âm phát ra, hãy cho biết độ cao của âm trầm bổng khác nhau như thế nào, phụ thuộc vào tần số như thế nào. Thì chúng ta nghe đoạn đầu đó là 82,4 Hz, đó là âm trầm hay âm bổng? Cao hay thấp các bạn? Chắc ăn là âm thấp, đúng rồi, tức là âm trầm đó, được chưa? Và âm thứ hai đó là với tần số 330 Hz, chúng ta nghe cao hay nghe thấp, bổng hay trầm? Chắc ăn là âm âm cao, đúng rồi, nó rất là bổng ha. Vậy thì phụ thuộc vào tần số như thế nào? Hãy đi như thầy vào nhận xét sau. Ta nghe được âm thấp, tức là âm trầm đó, khi âm có tần số chậm chậm chậm, và nghe được âm cao âm bổng khi âm có tần số chậm chậm chậm. Vậy thì âm thấp âm trầm tần số nó lớn hay nhỏ các bạn? Chắc ăn là nhỏ, đúng rồi. Và nghe âm cao âm bổng khi âm có tần số lớn, đúng rồi, hay quá. Vậy thì
Từ cái nhận xét này hãy rút cho thầy phần kết luận. Đi cho thầy phần kết luận này. Âm phát ra càng cao càng bổng khi chấm 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 càng chấm chấm chấm. Âm phát ra càng thấp càng trầm khi chấm 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 càng chấm chấm chấm. Được chưa? Giờ phần nhận xét chúng ta đi. Vậy thì chúng ta sẽ đề gì vào đây? Khi âm phát ra càng cao càng bổng khi âm phát ra càng cao càng bổng khi gì các bạn? Khi tần số, đúng rồi, càng lớn, đúng rồi. Âm phát ra càng thấp càng trầm khí tần số càng nhỏ. Nhớ ha, học thuộc lòng cho thầy cái này ha các bạn. Nội dung chính của ngày bài ngày hôm nay là đây ha, và cái tần số động bên kia ha các bạn. Có hai nội dung cần học thuộc ha. Sống hoạt động 4, nhớ chưa? Thì về ở nhà ai có đàn guitar thì trải nghiệm 6 giây các bạn. Thì cho các bạn trải nghiệm 2 giây thôi. Dây có tần số thấp nhất, đó là âm trầm nhất, và dây có tần số cao nhất, âm bổng nhất, được chưa? Ta hãy cùng tìm hiểu và giải thích một số hiện tượng thực tế cuộc sống khi nguồn âm phát ra và các loại âm cao và âm thấp khác nhau như thế nào. Chúng ta sang phần. Rồi, chúng ta sang phần vận dụng. Hoạt động 5. Tần số vỗ cánh của một số loại côn trùng khi bay như là ruồi khoảng 350Hz, ong 440Hz, mũi khoảng 600Hz, được chưa? Câu hỏi đặt ra chúng ta là: em hãy cho biết trong các loài côn trùng trên, loài nào có âm phát ra khi bay nghe trầm nhất, bổng nhất? Rồi suy nghĩ. Suy nghĩ. Loài phát ra âm trầm nhất khi bay đó là ruồi, ong, mũi. Đó là, hay quá, đó là cái con mà có tần số thấp. Trong ba con này đó là con ruồi, đúng rồi. Ngược lại, loài phát ra âm bổng nhất khi bay là con có tần số lớn như cái này, đúng rồi. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó không có vỏ đó nha. Đó là con ruồi, đúng rồi, hay quá. Tại nào đó là hay quá vậy ta. Rồi, hoạt động 6. Nếu để ý, các em sẽ thấy mỗi thanh trong chiếc chuông xó có độ dài ngắn khác nhau, hình 10/10 đây, được chưa? Ai nhà có nghiên cứu các bạn. Do đó, khi gõ vào mỗi thanh của chiếc chuông xó, ta nghe được âm phát ra trầm bổng khác nhau. À, cái này về nhà làm ha. Hướng dẫn các bạn. Em phải lần lượt gõ vào từng thanh của một chiếc chuông xó, lắng nghe âm phát ra và cho biết thanh nào là dài ngắn phát ra âm trầm bổng, được chưa? Đây là trải nghiệm thực tế cho các bạn ha. Ở nhà ai có thì làm, không có thì không sao các bạn. À, có thì làm, không có thì thôi ha. Có làm quay đi yêu lại gửi cho thầy để chấm điểm ha. Tức là chúng ta sẽ dùng một cái vật gì đó, chúng ta gõ vào cái thanh dài đi, chúng ta nghe xem cái nó phát cái âm trầm hay âm bổng ha. Rồi chúng ta quay lại, chúng ta bình luận đó. À vậy thì khi con gõ vào thanh dài thì nó âm phát ra đó là trầm hay bổng gì đó, bình luận vô. Rồi vậy thầy, khi con gõ cái que vào thanh chuông gió ngắn, nó phát cái âm gì đó, được chưa? Rồi gửi cho thầy, nhớ giới thiệu họ tên lớp vậy đó các bạn. Rồi trải nghiệm thứ hai, đây hình 10/15 trong sách giáo khoa phần thế giới bên ta nè. Thì những cái nghệ nhân nghệ sĩ mà điêu luyện đến nỗi mà sử dụng những cái chén gì, thì để chén này nó tạo ra những âm thanh khác nhau, trầm bổng khác nhau, thì người ta đổ nước vào ha. Vậy thì ai có điều kiện đổ 7 chén 10 chén gì đó tùy, để các bạn tạo ra nhiều nốt nhạc khác nhau, đánh một bài nhạc hoàn chỉnh thì điểm full cho các bạn đó là 10 điểm. Còn nếu mà ai không làm được thì chỉ làm cho thầy 2 chén thôi ha. Chén đổ nước nhiều, xem khi mình gõ vào nó phát ra âm trầm âm bổng. Rồi cái chén đổ nước ít vào, mình gõ vào phát ra âm bổng hay âm trầm, âm cao âm thấp. Nói rất là rõ cho thầy, quay video lại gửi cho thầy chấm điểm ha. Được chưa các bạn? Rồi trải nghiệm thực tế thứ ba cũng tương tự, chúng ta sử dụng nhiều chai tạo ra nhiều nốt nhạc, làm một bài nhạc hoàn chỉnh thì full điểm cho các bạn. Còn nếu mà ai làm không được, làm đơn giản thầy, đó là gì? Sử dụng 2 cái chai thôi, đổ 2 lượng nước vào 2 chai khác nhau, được chưa? Chúng ta sử dụng miệng chúng ta thổi vào miệng chai, nếu mà chai nào đổ nước nhiều xem cái âm trầm âm bổng ha. Chai đổ nước ít vào, thổi vào miệng chai xem âm phát ra trầm bổng. Quay video lại gửi cho thầy nha. Cố gắng quay nhiều video vô, thầy giao việc làm để có nhiều điểm để chấm điểm chuyên cần các bạn ha. Để các bạn có nhiều cái điểm hơn để giúp cho các bạn vượt qua những cái điểm khó khăn các bạn. Được chưa các bạn?
ba trải nghiệm thực tế ha. Xong xong bài các bạn, đây chốt bài nè. Vậy thì độ cao của âm nó sẽ phụ thuộc như thế nào? Vật chuyển động nhanh thì nó phát, nó có tần số lớn và nó phát cái âm cao, âm cao tức là mẫu đó các bạn. Ngược lại vật chuyển động chậm nè, tần số nó nhỏ, phát cái âm trầm tức là âm thấp đó các bạn ha. Có thể cho biết thông thường tai người có thể nghe được âm có tần số từ 20Hz đến 20.000Hz. Đây cái tai chúng ta à, 20Hz đến 20.000Hz. Đây là một cái số lượng rất là quan trọng để chúng ta làm bài tập nhiều vô các bạn. Những âm có tần số dưới 20Hz gọi là âm rõ ha. Những âm có tần số lớn hơn 20.000Hz gọi là siêu âm à. Chó và một số động vật khác có thể nghe được âm cao hơn 20.000Hz hoặc âm thấp hơn 20Hz. Ok hả các bạn? Vậy thì câu hỏi đặt ra chúng ta, tại sao ở thí nghiệm ở hoạt động 1 á, sử dụng con lắc, tại sao tai chúng ta không nghe cái con lắc nó phát âm? Ai trả lời được cho 10 điểm? Ai trả lời được? Vì sao? Vì con lắc nó dao động với tần số nhỏ hơn 20Hz nên tai chúng ta không nghe được. Nãy con lắc nó dao động tần số 0.5Hz với 1Hz nhá. Được chưa? Vậy thì những cái vật phát ra âm nó trong cái khoảng từ 20Hz đến 20.000Hz thì tai chúng ta sẽ nghe được, còn ngoài cái khoảng đó chúng ta không nghe được. Lớn hơn 20.000Hz thì tai chúng ta có thể bị ù điếc và bị hư tai các bạn. Nhỏ hơn 20Hz thì chúng ta không nghe được. Rõ ha. Rồi, đây là một cái phần rất là quan trọng. Vậy thì trước khi những cái cơn bão thường có hạ âm, hạ âm làm cho con người chúng ta khó chịu ha, cho bạn cảm giác khó chịu ha. Vậy thì một số vật nhạy cảm với hạ âm ha, nên có biểu hiện khác thường à. Vì vậy người xưa thường dựa vào dấu hiệu này để biết trước những cơn bão. Ví dụ như là ngày hôm nay nè, buổi chiều hay buổi trưa có mưa to thì buổi sáng hay là 9-10 giờ các bạn thấy nguyên của đàn kiến tự nhiên nó tha hết những cái trứng, những cái tổ nó tha hết lên cây. Vậy thì ngày hôm đó là mưa rất là dữ dội. Đó là hiện tượng ha, những cái sinh vật nó nhạy cảm với hạ âm, nó biết được trước là có những cái cơn bão hay là mưa to vậy đó các bạn. Tự động nó sẽ có những biểu hiện là thường từ người xưa dựa vào dấu hiệu này để đón trước được những cơn bão các bạn. Để bảo vệ mùa màng, để chuẩn bị bảo vệ và của cải vật chất cho gia đình ha. Được chưa các bạn? Nhớ ha. Rồi con dơi nè, phát ra sóng siêu âm để bắt muỗi nè, để săn muỗi nè. Muỗi rất sợ sóng siêu âm do dơi phát ra. Vì vậy con người chúng ta đã rất là thông minh và phát ra một cái dụng cụ gọi là máy phát sóng siêu âm để đuổi muỗi. Đó, thị trường bán rất là nhiều cái này ha các bạn. Ha, được chưa? Bây giờ mình giải thích được vì sao sử dụng cái máy đó lại muỗi nó sợ ha. Rõ ha các bạn. Rồi, cho các bạn chơi một cái trò chơi ô chữ như sau. Có 6 câu. Câu số 1. Mọi vật phát ra âm điều gì các bạn? Bài số 9. Điều gì? Điều dao động, đúng rồi, hay ha. Câu số 2. Âm có tần số nhỏ hơn 20Hz gọi là gì các bạn? Nãy mới nói đó. Là gì? Hạ âm, đúng rồi. Câu số 3. Khi người nói, đây nè, nói nè, cái dây gì dao động phát ra âm? Cái dây chỗ này dây gì? Dây thanh quản, đúng rồi, hay quá. Câu số 4, khi chơi đàn là guitar đó các bạn, bộ phận nào của cái đàn đó dao động phát âm thanh? Bộ phận nào? Chắc ăn là dây đàn rồi. Nha. Câu số 5, khi gõ trống, ha, bộ phận nào của trống dao động phát âm thanh? Nhớ ha, gõ vào mặt trống nha. Nói gì? Mặt trống, đúng rồi, hay quá. Câu số 6, âm có tần số lớn hơn 20Hz gọi là gì? Nãy nói đó. Siêu âm, đúng rồi, hay quá. Được chưa các bạn? Đây là một cái trò chơi nhỏ nhỏ ha. Rồi, điểm danh chuyên gần không thiếu ha các bạn. Trong đợt này chúng ta sẽ có 4 câu ha. Câu số 1, tần số dao động là gì? Là số dao động trong 10 giây, là số dao động trong 5 giây, số dao động trong 2 giây và số dao động trong 1 giây. Đó là bạn chính xác nhất. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số dao động như thế nào? A. Âm phát ra càng thấp khi tần số càng nhỏ. B. Âm phát ra càng bổng khi tần số càng lớn.
C. Âm phát ra càng trầm khi tần số càng nhỏ. D. Tất cả đều đúng. Chọn đáp án chính xác nhất. Câu số 3. Âm phát ra càng cao khi nào? Khi tần số càng bé, tần số càng thấp, tần số càng lớn, tần số càng nhỏ. Chọn đáp án chính xác nhất. Câu hỏi số 4. Cái này tính toán hả các bạn? Các bạn tính cái này bấm máy tính, cầm máy tính lên bấm ha. Chúng ta chọn đáp án chính xác nhất ha. Vật nào sau đây phát ra âm bỗng nhất? Bỗng nhất ha. Bỗng nhất tức là gì? Tức là tần số nó lớn nhất. Vậy thì A. Vật chấn động 200 lần trong 1 giây. B. Vật chấn động 160 lần trong 0,5 giây. C. Vật chấn động 6.000 lần trong 1 phút. D. Vật chấn động 6 lần trong 0,02 giây. Nhớ, cái đơn vị của nó không giống nhau nha. Và đặc biệt chúng ta phải tính là tính tần số của từng đáp án, sau đó lấy đáp án lớn nhất chọn, đó là vật phát ra âm bỗng nhất. Rồi các bạn chọn đáp án chính xác nhất. Và đặc biệt tới chỗ này điểm danh chuyên cần bấm vô, ghi họ tên Quỳnh Thị Ngọc Hương hay gì đó, lớp 7-11 hay gì đó, được chưa các bạn? Câu 1A, câu 2B, câu 3C, câu 4D. Ví dụ như vậy, được chưa? Xong bài. Nhiệm vụ của bạn ở nhà tự học là như thế nào? Nhớ chép bài, học bài. Điều này rất là quan trọng ha. Rồi phải nêu được tần số dao động là gì nè. Phải biết được khi nào âm phát ra cao, thấp nè. Ha. Rồi trả lời một số bài tập phía sau sách giáo khoa 7-4-15 nè. Ha. Trang 7-4-15, được chưa? Đọc phần thế giới quanh ta để mở rộng thêm kiến thức, trang 7-6-7. Và đặc biệt là phải chuẩn bị trước chủ đề ha. Đọc trước chủ đề 11. Độ to của âm để hiểu bài hơn khi thầy dạy, được chưa? Đọc sơ qua thầy dạy lại, thầy giảng lại các bạn sẽ hiểu hơn ha. Chúc các bạn vui khỏe thành công. Bài đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cùng gia đình luôn luôn thành công vui khỏe trong cuộc sống. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.